Đây là cái con đường các bạn có thể lái xe từ Brisbane để đi xuống dưới Gold Coast. Thì Gold Coast là một địa điểm, là một thành phố biển rất là đẹp và rất là gần để cho các bạn có thể đi tới đi về rất là nhiều lần để mà đi chơi. Thì khoảng cách cũng khoảng giống như là mình nói sơ qua, giống như từ Sài Gòn về tới Vũng Tàu mình có thể đi nghỉ dưỡng. Thì trên con đường đây là con đường highway, mình chạy một mạch là khoảng tầm 40 phút để tới Gold Coast. Thì khi các bạn thấy trên đường đi là mình có hình như là 5 lên xe. Thì ở bên hai hàng cây là hàng cây trải dài xuống con đường thì nhìn nó cũng mát con mắt hơn, và thời tiết bữa nay thì cũng khá là ổn các bạn, là trời có mây, cũng có nắng nhưng mà không gắt lắm. Hiện tại là cũng đang vào đầu mùa thu. Thì các bạn thấy rằng là xe bên đây thì nó chạy là nó chia lên rất là rõ ràng, thì chạy rất là an toàn nha các bạn. Các bạn có, nếu mà các bạn có thể có xe riêng hoặc thuê xe thì đây là cái đường này cho mình đi rất là tiện lợi nha các bạn, rất là an toàn. Cái thứ hai nữa là nếu mà các bạn không có xe riêng thì các bạn có thể đi bằng phương tiện public transport, là bằng train. Các bạn có thể bắt một chuyến train từ ngay Brisbane City hoặc là Roma Street để có thể đi một mạch tới Gold Coast, thì tầm khoảng 45 phút. Thì cái điểm dừng đó, thì ngay cái điểm dừng ở trạm cuối cùng của Gold Coast, thì bạn có thể bắt một chuyến bus thì nó sẽ đi vào trung tâm của thành phố biển Gold Coast. Đấy, thì các bạn thấy đường đi rất đẹp các bạn, rất là sạch sẽ và mọi người đi đều tuân thủ luật lệ rất là an toàn. Đường này thì nó cho mình chạy là 110, thì hiện tại mình cũng chạy đúng 110 thôi để cho an toàn cho mình và tất cả người thân cùng chung xe ở với mình. Và các bạn thấy là càng đi về cái phía dưới của Gold Coast thì các bạn sẽ thấy hàng cây nó sẽ rộng rạp và nó đa dạng hóa và màu sắc hơn. Xe là một cái vấn đề cũng khá là nan giải. Nếu mà các bạn đi phương tiện công cộng thì nó sẽ đỡ tốn thời gian cho các bạn khi các bạn tìm chỗ đậu xe vì rất là đông. Nhưng mà ngày Chủ nhật thì mình nghĩ rằng là nó cũng đỡ hơn là ngày thường, là ngày thường người ta còn đi làm nữa thì xe nó sẽ đông gấp 2 lần hoặc là gấp 3 lần. Nhưng mà thấy cái chiếc xe Jeep này nó dài lắm các bạn. Chiếc Jeep này các bạn thấy nó dài, rất là hầm hố nha các bạn. Cái này mà thật sự mình đi mà vừa địa hình là bá cháy luôn. Giờ mình sẽ tiến vô bên trong nha. Thì đường phố bên đây giống như mình nói thì nó rất là đẹp và sạch sẽ. Nên nào ra đây nó đàng hoàng thì các bạn chạy xe thì các bạn, nếu mà các bạn tới Úc mà các bạn mướn xe để mình đi thì mình nghĩ nó cũng rất là an toàn nha các bạn. Không có gì là khó và chật vật lắm. Chỉ quan trọng là các bạn phải chỉnh map để các bạn biết đường mình đi cho nó đừng có bị đi lạc thôi. Đi lạc thì mình phải đi chậm chậm, nhiều khi mình phải nhìn gương thì nó cũng hơi khó khăn khi mà lượng xe nó tấp nập và nó đông nha. Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại trên chương trình Long Phi Đăng Ký của mình nha. Hiện tại mình đang ở ngay Gold Coast, mình đang mới đậu xe xong thì mình đang đi bộ vô. Thì ở đằng sau mình là có biển Gold Coast, mình thấy cái đỉnh mình kéo kìa cho mình dễ thấy. Thì là mình đang đi với người bạn của mình. Đây người bạn của mình đang giúp mình đẩy thằng bé để mình cầm cái video để mà nói chuyện với các bạn một chút. I think I see you have my location. Thì các bạn thấy rằng đây là
trước mặt mình là đang đi vô khu trung tâm để mình bắt một cái chuyến đi, nó gọi là duck ride, giống như là mình đi trên một cái xe mà có cái thuyền để mình có thể đi xuống biển tham quan, thì cái chiếc xe đó có thể đi khắp được cả trong vòng vòng thành phố Cocos, trong vòng khoảng một tiếng hồi phải, thì mình có thể đi, tại vì như mình nói ở trước là Cocos nó được trải dài ở biển, thì đi cái chuyến duck ride đó mình có thể đi được khắp hết thành phố Cocos luôn nha các bạn. Thì giờ mình đang đi vô thành phố. Thì đây là người Mã Lai của mình. Ashley, say hello. Hey mate, how are you? Đây là người Mã Lai của mình. Thì anh ta ở dưới Sydney. Thì Ashley đã lên trên đây cùng với ba mẹ của anh ta để mà ở trên Brisbane chơi khoảng từng một tuần. Thì ba mẹ của anh ta cũng mới từ ở Malaysia qua đây chơi theo dạng visa du lịch. Thì bên đây mình đã có cơ hội hẹn gặp bạn ấy và cùng nhau đi xuống Gold Coast và chuẩn bị đi cái chuyến duck ride để mà cùng tham quan hết thành phố Gold Coast nha. Đấy, cảm ơn các bạn ha. Thời tiết thì hiện tại cũng khá là lạnh nha và cũng âm u nữa. Hồi nãy thì có nắng mà giờ âm u. Hy vọng là đừng có mưa thì cho cái chuyến đi đất ra của mình nó được trọn vẹn nhất. Tại vì khi mưa xong thì đi nó cũng hơi vướng bận một chút là nó mưa nó tạt các bạn. Tại vì đi ngoài biển không thôi là nó cũng đã tạt rồi. Các bạn thấy là nhà chọc trời. Thì bữa sau mình sẽ có một cái dịp mình tới đây thì mình sẽ lên trên đó và khám phá coi trên đó nó cao như thế nào nha các bạn. Còn bữa nay thì mình chỉ đi vòng khu Gold Coast ngắm biển và cũng như là lên cái chuyến duck ride, nó giống như là mình đi xuồng bên dưới miền Tây sông nước của mình vậy đó. Thì để mình zoom lại chút xíu cho bạn thấy được rằng là cái này nó cao như thế nào, là mình đứng túc mỉa dưới lận. Thì mình zoom lại nha các bạn, đây tòa này rất là cao nha. Giờ thì mình đi qua đường thôi. Xuống ra. Thì khi mà các bạn đi vào mùa lạnh đó, thì tốt nhất là mình nên có một cái nón để che nắng, cũng như mặc một cái áo tay dài hoặc là một cái áo khoác để các bạn có thể gọi là giữ ấm cho mình khi mà thời tiết có thay đổi nha các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn đi vào mùa hè thì không cần phải lo, chỉ cần có cái nón thôi. Nhưng mà phải quan trọng là phải xịt kem chống nắng cho da nha các bạn, vì nắng rất là nóng có thể là gây ung thư da nha các bạn. Nắng bên đây thì nó ít gây đen mà nó sẽ gây đỏ da và bị ung thư da nha các bạn. Trước mình là biển nha các bạn. Đây là cái bãi biển mà gọi là Surfer Paradise. Thì đây là nơi mà các bạn có thể vui chơi tắm biển thoải mái. Giờ mình đi qua đó để mình ngắm biển nha. Ok, bây giờ mình đi qua đường. Khi mà cái tích xanh này mình nó hiện lên là mình đi qua đường nè. Đó, giờ mình đang tiến gần tới biển. Khi ra tới đây thì các bạn sẽ hửi được cái mùi biển, mùi mặn biển là ngay lập tức luôn, rất là sọc thẳng vô mũi luôn các bạn. Thật sự là cái nắng nó cũng hơi gắt đây, không phải là nắng gắt mà kiểu mà nó cứ chói mình á. Bây giờ sẽ đi, đây là người bạn đồng hành Ashley. Yes. What are we doing today? We go to the duck walk. Yeah! Jaden, you want to go to duck walk? You want to go to duck walk? Yeah! When I went through my hobby game space, I used to like bring tracks and hang those around my house. Yeah, bây giờ để mình quay cái biển cho mọi người coi ha. Đây thì biển các bạn thấy đây. Đó, đẹp quá chứ các bạn.
giờ để mình zoom lại xíu nha. Đó, nhìn ở trên, nhìn đây mình đứng chỉ cao xuống nhìn cảnh quan rất là trong xanh nha, rất là trong xanh đẹp, trải dài một đoạn từ khoảng hình như là bao bọc khắp luôn cái Super Para luôn các bạn. À, tòa nhà đó mình nhớ cái tên đó rồi, tòa nhà đó tên là Q1. Q1 đó là niềm tự hào của thành phố Gold Coast các bạn. Đây là nhà hàng cao chọc trời, đây là những hoạt động nấu ăn ở ngoài biển, mình thấy đó, biển đẹp. Thì khi các bạn có người yêu đó thì tới đây là một địa điểm mình thấy rất là lãng mạn để các bạn có thể tỏ tình nha. Bảo đảm mà phần lớn là sức thành công là cao á. Dưới kia thì cũng có những cái hoạt động người ta đang tập luyện dưới kia, mình nhìn tới đây thì có thể hơi xa. Đó, biển đẹp các bạn, trải dài cát trắng luôn. Nhìn bài này nhớ bài hát của ca sĩ Quang Vinh nha, miền cát trắng. Bữa nay là chủ nhật nên thành ra ai cũng muốn ra đây để mà tận hưởng không khí của biển. Mà thấy nhìn tấp nập người kia ngồi hóng gió, đúng kiểu hóng gió luôn, bữa nay gió nhiều. Ở đây là những con hải âu nha, bay tấp nập luôn. Thấy đó, trời rất là trong xanh đẹp, nhìn nó nhìn từ đây nhìn xuống rồi anh thấy là rất là đẹp nha. Đây trời sắp tới là cái cổng Super Paradise, ngay trung tâm luôn, ngay giữa trung tâm rồi. Trời nắng lên rồi đó. Đó, thấy à. Đây là thành viên của mình. Đây là thành viên của mình. Đây là ba của Ashley. À, giờ mình chuẩn bị tiến hành tới cái đất rồi. Ok các bạn, khi mà một hồi đi bộ từ cái điểm mua vé cho tới ăn uống nghỉ ngơi và tới cái điểm xuất phát, đây là cái điểm xuất phát nha các bạn, tên là Aqueduct ở Ensemble. Hiện tại 3 giờ là chúng mình sẽ khởi hành, 10 phút nữa thì đây là cái điểm xuất phát, mình sẽ hình như là xe nó sẽ đậu ở ngoài kia. Thì ở đây các bạn để mình đi vô coi, bạn thấy rằng là quá trời dịch, thiên đường dịch. Khi người ta đọc như thế nào thì mình sẽ lên trên theo thứ tự đó để người ta sắp xếp cho nó dễ các bạn. Yeah, bây giờ mình You're in the six seats over on the right hand side at the front there. Beauty, thank you thanks, so much. Just for you guys. Để có thể thì khi ngồi đây coi rất gần bác tài xế. Đây là bác tài xế hoặc bác sẽ lái con cái đầu dịch này. Thì khi mình ngồi trong cái gương kính này thì mình cảm thấy rất là an toàn, là vì không có mưa tạnh nước, đặc biệt là cho những trẻ nhỏ như các bạn.
nếu bạn thích cảm giác mà ở đầu tiên xong ok sẽ là chim lửa và rõ tận cảnh từ hướng phía trước, phía sau, hướng trái và hướng phải, đặc biệt là hướng này mình có thể thấy được rất rõ là khi mình đi đây thì cũng giống như You get optimistic or what? Yeah. They always put the troublemakers up front with me. Yeah. That's it. Yeah. You're the one. Keep us all together. Yeah. What have you been up to today? Just this. Yeah, just only for this. Okay. Yeah. Just woke up. Yeah. Pretty much, yeah. Right. We came down from Brisbane. From Brisbane, okay. Yeah. How was the M1? Huh? That was not bad. It was not much traffic. Yeah, it's pretty nice cruise. Every time I use it, it's crazy driving. Yeah, that's it. Accidents and stuff. Yeah, always crazy. He's cute. Yeah. He is. The bus is quite bouncy, quite bumpy, and that. And the kids. It's always the kids and the drivers who go to sleep. Yeah. Your job might be to wake me up. Right. Thì đây là bác tài xế. Bác tài xế hướng dẫn mình cho tất cả mọi người về những cái điểm mà khi mình chỉ chân ở chúng ta, các bạn sẽ thấy được là. Good afternoon, guys. I hope you've had just a brilliant evening ourselves. We've had the duck out on the water all day, and looking forward to showing you the Gold Coast the way we see it as well. Welcome aboard Aqueduct. Quack, 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 quack. Of course, once the kids have qualified by not hitting anything mostly, that's about all there is to it, they're ready to go to work, aren't they? And we're looking for someone tonight about that high, who can get underneath the duck with a hose. if it's not one of the kids, it's got to be me again. Blowing up today, so we'll be punching into a little wind chop out there. I don't want you guys to worry. I'm going to be okay. I've got glass all around me up front here in first class. You guys probably brought your jackets, did you? I hope so. Đây là cái con đường mà mình sẽ xuống. If it does get uncomfortable, guys, we can drop the clears, the plastic clips there for you. Just about ready to face up to it, our moment of truth, what we call sink or swim time. So far it's been good. Has anybody nervous? No, there's nobody nervous, is there? You can't be nervous. There's no room for chickens here. What's a step down from nervous? Is anybody just a little bit unsure about this? You can do the same as me, just close your eyes and scream. Hang on, the plug's not in properly. It's okay. Leave those live frames, they're for me. Oh, you're a bit late, ducky. Three, two, one.
There you go, people. We are now in the Broadwater. So those road rules are thrown out the window, so you can actually get up and move around a little bit, but don't all move to one side, because we all know what happens if everyone moves to one side on a boat. We go one side, and we all want to stay level. So we are going to come around and have a bit of a talk to all the children there to see if we've actually got all their names for our junior drivers. But in the meantime, we're going to hand you over to our captain, and he's going to give you a little bit of information here on the water. Thanks, Captain. It's a pretty quiet sort of a Broadwater for a Sunday afternoon. I guess conditions aren't ideal, and a lot of the boaties would have given it a miss this afternoon, I think. We're going to make our way through these yachts and out to the main channel, and once we're out there, at this time of tide, there'll be something around 4 to 4.5 meters. Volunteer Marine Rescue over here, they get called out something like, how many hundred times a year is it, Dean, do you remember? Something like 500 times a year, and probably half of those are for guys who've run out of fuel. This is so expensive, right? Fuel. Yeah, that's right. It costs you more though when you get realised that we have the oil change. This boat is so tricky to drive today. It's crazy. What it's doing. Coming around now, with the, This is a great experience. I mean, like, seriously, right? Come on, come on.
When I saw yesterday, they were sold out. Yeah. Have a look over here, people, off to the right-hand side. You can actually see a bird right up there on the bird's nest. That's one of the ospreys. Can you all see that? Up there, see the big hole up there? So the osprey is actually a seahawk, and they're about 60 centimetres in height, and they've actually been breeding successfully there for about 40 years. So there's two there, one might be out catching some dinner, or probably laying down in the nest there. Yeah, I won't say anything until you're finished with the dinner. Cái cầu kia rất là thấp mà, cái con gì mà có thể đưa được rất là hay quá. Ngay trời này. Giờ mình cũng đi qua đó luôn. Thì là đây là cái cây cầu mà hình như là sáng mình đã đi qua để mà vô khu trung tâm từ đường đó vô. Mà giờ mình đang ở ngay dưới đây. Đây là những cái nhà hàng. Mình có thể thấy là đây là những nhà hàng từ trong bờ biển. Thì buổi tối là sẽ là hoạt động rất là nhiều, hoạt động ăn uống cũng như vui chơi và mặt những ngày cuối tuần. Oh my god, is that a crocodile I see over there? I'm for sure. Look, big crocodile. Wow, that's a big one. Oh, đây cái con này anh chỉ giờ. It's okay, it's not real. Đó, con thấu này là giả thôi, mình làm trên bờ để cái hồn người ta mà. Thấy được cái sự con cross là nó rất là to lớn và nhiều những cái beautiful photo opportunity here. Up to our left hand side, looking straight back at Surfers Paradise over Main Beach. Nói thấy cái tên Surfer Paradise Pool này thôi là bạn có thể liên tưởng được là Paradise là một cái gì đó nó thì mình thiên đường. Surfer thì thiên về là nước ván, thì đây là có nôm na tác dụng là thiên đường của nước ván chơi những hoạt động ở trên biển nha. Đây là cái tâm. Trong khu tập lập mà phòng hoa đô thị nãy mình ở đó các bạn. The local developers go by in their boats and they celebrate. All they see is 53 hectares of prime riverfront real estate. It's not going to happen. The school has been there since 1901. Moms and dads, if your young men are giving you a hard time at home and you've been threatening to do something about it, well, you could always send them away to school there. I'm not quite sure what you're up for as for a boarding student, but the fees even for the day boys are $55,000 a year, so I guess you get a few advantages from an education like that though. Just ahead on our right, and this guy's a little different. You can see the hazards stripes on the edge of the helipad here. Most of the homes have pontoons for their boats, but this guy's boat is so big it doesn't fit anywhere near fit underneath the bridges ahead of us. So instead he has the helipad and he uses the chopper when he comes up or comes to join the house. Rất là đặc trưng của riêng biệt, nhìn vô là mình biết là mọi người có một cái phong cách mà tôi như là một tính cách riêng của họ. Có những người thì thích cái máy bay trực thăng nào bạn. Once that thing got put in, the complaints seemed to dry up. Land the helicopter there. Pretty primitive idea of home security. Bộ bự để chứa một chiếc máy bay trực thăng đậu ngay đó luôn nha. Bên trong là như là có máy súng gì đó mà. Các bạn thấy nhà này là cũng theo là một cái dạng tính cách riêng đó. Nhà này hiện tại là đang bán cái bản màu vàng, đây là đang bán nha bạn. Không biết giá gì thì nhắm chừng chắc cũng khoảng là 10 triệu trở lên, 10 triệu đô la Úc các bạn. Thank you.
ở đó. Bây giờ là đã xong cái chuyến hành trình lạ nước ở trên mặt biển nha. Bây giờ là quay trở lại trên bờ để đặt cái đường để mà mình thấy rằng là từ phù sông Vịnh lên bờ lại. Phủ lông cho nó chắc khô và tự nó sẽ tự cắt khô luôn. Giờ mình đã lên lại bờ an toàn. And we made it back on dry land. Who enjoyed the water part of this experience? Yeah. Now I'm gonna hand you over to Ducky and he's gonna talk about himself for a minute. Hi, it's me again. I've broken a few records. I'm the very first aquanaut in Australia allowed to carry humans on the road in water. I was born in May 1996. My creator, Mitch McIntyre, told me I was very difficult to put together. In fact, so difficult, that's how I became able to talk. He used to yell certain things at me, and one day I'd heard enough and answered back. Why was he? Cái niềm cái chuyến đi vừa rồi mình làm cái trải nghiệm đi du lịch thì ở trên Gold Coast thì xe bánh mình có một trải nghiệm rất thú vị các bạn và cái dòng của bạn vừa đã coi cái video của mình cái chuyến đi của mình ngày hôm nay, bạn thích thì hãy cho mình subscribe.